Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa. Ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Burnley và Liverpool ở vòng 7 ngoại hạng Anh. Thủ môn Alisson Becker vừa trở thành người hùng của Liverpool với bàn thắng quý như vàng ở những phút cuối cùng trận gặp West Brom. Bàn thắng lịch sử này đã giúp Scope có chiến thắng quan trọng trước đội chủ nhà để thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ tư là Chelsea xuống còn 1 điểm, kém đội xếp thứ ba Leicester City 3 điểm và tràn đầy cơ hội trở lại top 4 ngay ở vòng đấu này. Ở vòng 37, vòng áp chót của ngoại hạng Anh mùa này, nếu như đánh bại Burnley, nhà cựu vô địch sẽ có 66 điểm. Và trong trường hợp Chelsea chỉ có một trận hòa hoặc thua trong trận quyết chiến với Leicester thì Liverpool sẽ có mặt ở top 4. Nhưng dù thế nào thì thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng phải khuất phục được đội chủ nhà Burnley trước khi chờ đợi các đối thủ xếp sau giày chân. Sau khi hoàn thành mục tiêu trụ hạng, huấn luyện viên Sean Dyche đã có thể thư giãn một chút và cho phép các trụ cột được nghỉ ngơi ở trận này sau mùa giải căng thẳng. Và dù Burnley sẽ thiếu một số trụ cột như Bashley, Brady, Kevin Long hay Stephen cũng không phải là vấn đề quá lớn với đội chủ nhà. Còn với Scope, việc tiền đạo Diogo Jota chấn thương trở lại sau khi tỏa sáng trong chiến thắng trước Manchester United rõ ràng là thiệt thòi với huấn luyện viên Jurgen Klopp. Tuy nhiên, một số cầu thủ khác như Keita hay Milner cũng là tin vui về Liverpool lúc này. Chính Burnley đã góp một phần đẩy Liverpool vào cuộc khủng hoảng và sau đó là đánh mất chức vô địch vào tay Manchester City mùa này bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân Anfield ở trận lượt đi. Ngoài trận thắng này, Burnley còn cầm hòa Scope thêm một lần nữa trong 5 trận gặp nhau gần nhất giữa hai đội, trong khi để thua 3 trận khác. Rõ ràng là Liverpool rất muốn trả món nợ đó một cách đầy đủ nhất khi đối thủ họ chơi khá phập phù trong 5 trận gần đây khi để thua 3 trận và thắng 2 trận khác. Còn Liverpool không để thua trận nào với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Tỷ lệ kèo trận này là 1.3/4. Dù Liverpool đã trải qua 90 phút khó khăn trên sân của đội bóng số hạng West Brom ở vòng đấu trước, thì điều đó cũng không khiến Scope bị nghi ngờ về khả năng đánh bại đội chủ nhà Burnley. Và lữ đoàn đỏ chắc chắn vẫn là lựa chọn tin cậy cho người chơi trận này. Tỷ lệ tài xỉu trận này là 3.1/2. Burnley đã không còn động lực thi đấu và dù có thể sẽ vẫn khiến đội khách gặp khó khăn bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, trong khi các ngôi sao trên hàng công của Liverpool cũng có dấu hiệu mệt mỏi vào cuối mùa cùng sức ép phải giành chiến thắng. Vì thế, người chơi có thể cân nhắc chọn cờ xỉu trận này. Dự đoán của thể thao văn hóa Burnley Liverpool 0-2. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.